Quý vị còn phiền não không? Nhưng mà ít nhất là trong giây phút này mình không có phiền não, hoặc là thỉnh thoảng có chút ít phiền não đang xen. Mình phải nhận diện rõ như vậy. Thường là những lúc nào mình có nhiều phiền não, những lúc mà năng lượng hao hụt, tình trạng sức khỏe xuống thấp, những lúc mình bị áp lực của công việc, những lúc mà có nhiều sự cố, có nhiều nghịch cảnh xảy ra. Và chung lại thì đó là những cái giai đoạn mà mình để tâm của mình nó chạy lang thang bên ngoài nhiều quá. Mình chú ý ngoại cảnh, chú ý vào người khác, rượt đuổi theo người khác. Mình chú ý vào công việc, tính chất của thành bại nhiều quá. Cho nên là phiền não đã có một cái cơ hội rất tốt để phát sinh. Có nhiều khi mình sống chung với phiền não mà mình không biết. Thỉnh thoảng mình cũng có nhận diện được, nhưng không gọi được tên nó là cái gì. Chỉ biết là mình đang khó chịu, đang bực bội, đang không có hạnh phúc. Để biết mình có phiền não hay không á, thì có nhiều cách lắm. Mình có thể hỏi là mình đang có bình an không? Nếu không có bình an, nghĩa là đang có phiền não. Mình đang có hạnh phúc không? Mình đang có tự do thảnh thơi không? Nếu câu trả lời là không, nghĩa là mình đang bị phiền não khống chế ở dạng này hay là dạng khác. Nói một cách khác là khi phiền não trỗi dậy, chiếm cứ toàn bộ tâm thức của chúng ta, hay là nó có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tâm thức của chúng ta, thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được, không thể nào có bình an được. Thậm chí là ngay khi chúng ta đang căng thẳng, đang rất căng thẳng, đang hồi hộp, đang lo sợ, đang thấp thỏm, thì đó vẫn là sản phẩm của phiền não. Đừng đánh giá thấp những trạng thái đó. Có thể chúng ta sống chung với phiền não mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút mà chúng ta không nhận diện ra được. Ở trong bài hát Ru Ta Ngậm Ngùi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những câu rất là cảm động. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Tức là anh Sơn anh cũng biết là có những lúc anh không kiểm soát bản thân được, vẫn lang thang đi tìm một cuộc tình, rêu rao đời mình. Tức là mình tìm cách để mà mình tiếp thị bản thân mình cố gắng để mà gây sự chú ý cho người khác, để tìm một đối tượng thương yêu. Nhưng mà có phải thật sự là mình đang sẵn sàng để thương yêu, hay là mình chỉ có nhu cầu muốn lấp đầy nỗi cô đơn ở trong lòng thôi? Và những cuộc săn tìm như vậy rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho mình và nguy hiểm luôn cho đối tượng. Cho nên những lúc đó, những người bạn thân của tôi ơi, nếu mà quý vị phát hiện ra được, hãy gọi giùm tôi là Sơn, Sơn đang làm cái gì đó. Nhiều khi có nhiều vị học trò, lâu lâu tôi gửi email chỉ có một câu như vậy thôi: con đang làm gì đó. Một câu thôi. Kể cả trên tin nhắn cũng vậy. Có nhiều vị không có hiểu, nó dạ thưa thầy, là con đang dọn dẹp nhà cửa, hay là con đang lái xe.
Tôi không có ý hỏi là đang làm công việc gì, mà bạn đang làm cái gì cho cuộc đời của bạn vậy, cho hạnh phúc, cho lý tưởng của bạn vậy. Bạn đang làm cái gì đó? Đang đứng trên quỹ đạo hay là trượt khỏi quỹ đạo? Đó là một cách để mình gọi tên, gọi những người thân quen của mình để quét cấp, để làm cho họ tỉnh ra. Tại vì khi mà cái cảm xúc ham muốn, cảm xúc cô đơn nó trỗi dậy, chúng ta thường hay đồng nhất với nó, nhập chung với nó, trở thành một với nó. Khi mà nỗi cô đơn trỗi dậy thì mình phải làm cái gì đó để phục vụ cho nỗi cô đơn của mình. Cái đó là trở thành một. Khi cảm xúc ham muốn trỗi dậy thì mình phải làm cái gì đó để lấp đầy cái sự thỏa mãn. Cái đó gọi là đi theo, cái đó là lệ thuộc hay là đồng nhất. Và mình cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Thậm chí là mình cố gắng hiểu đúng về nó, về cái hành vi của mình. Cố gắng trang trí cho nó một cái tên thật là đẹp, là mình đang thương người đó, hay là mình đang muốn nâng đỡ cuộc đời của người đó, hay là mình làm tất cả là vì những người thân trong gia đình của mình. Nhưng mà nhiều khi đó chỉ là một sự nhân danh, nhân danh tình thương, để rồi mình có quyền làm cái gì đó mình làm. Và nếu có một bậc minh triết, họ gọi mình, họ nói là con đang làm cái gì đó, con có biết không? Một bậc thiện hữu tri thức, một người đang tỉnh táo, họ nhìn mình đang trong cái cơn mê sảng như vậy, họ đánh thức mình. Xin người hãy gọi tên. Ở trong cuốn Hiểu về trái tim, tôi có ghi xuống 4 câu cũng trong cái ý này, đó là hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng. Dù rằng là anh chị gọi tên tôi, gọi đúng ngay tim đen của tôi, đúng cái tên phiền não của tôi chưa có thoát ra được, nhưng mà tôi sẽ tỉnh. Tôi biết tôi đang bị cái gì, và tôi sẽ từ từ tìm cách thoát ra. Có thể không phải là bây giờ, ngày mai, tuần sau, tháng sau, nhưng mà quay đầu tìm hướng thoát. Một người học Phật hay là một thiền sinh mới bắt đầu, không thể nào mà họ có thể quản chế hết những cái phiền não của mình được. Không thể nào mà không bị phiền não giật dây được. Nhưng mà họ khá hơn người bình thường, đó là họ nhận diện kịp thời. Nhận diện có nghĩa là nhìn thấy mặt mũi đúng như nó đang là. Nó là cái gì? Nhìn thấy đúng mặt mũi của nó. Đây là sự ghen tuông, đây là cơn giận, đây là sự đố kỵ, đây là sự ích kỷ nhỏ nhoi. Chứ không có bị nhầm lẫn với những cái tên gọi khác. Và khi mình gọi được đúng tên nó rồi, mình biết mình bị cái gì rồi, thì mình mới tìm được cái cách thoát ra khỏi nó. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao. Tức là chưa tìm ra được một giải pháp tức thì, nhưng mà vẫn quay đầu tìm hướng. Khi mà chúng ta ăn không thấy ngon, ngủ không yên, và bước đi không có sự thảnh thơi, ung dung tự tại, chúng ta không thể nở nụ cười thường xuyên được. Chúng ta không thể bàn sâu sắc những điều cốt lõi trong cuộc sống với những người thân quen. Chúng ta không thể phát tiết ra được những cái giá trị tuyệt vời bên trong của chúng ta. Nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Hoặc là lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng quạo quọ, lúc nào cũng khó chịu, trách móc, than phiền, buộc tội, lên án,
phản ứng rất là nhanh nhạy. Đụng con chút là nhảy dựng lên rồi. Nghĩa là mình đang bị phiền não chiếm cứ toàn phần. Và khi mà tham sân si trỗi dậy, bóng tối phiền não trỗi dậy, thì những giá trị tuyệt vời của chúng ta bị che khuất hết. Chúng ta là một người rất là tử tế trước đây. Chúng ta là một người rất là dễ chịu, rất là thân thiện, rất là mở lòng, rất là hoan hỷ, rất là bao dung. Nhưng mà khi phiền não nó trỗi dậy rồi thì những đức tính đó không còn nữa. Nó khiến chúng ta trở thành một con người khác. Và nếu cái tính cách này lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành một phần tính nết trong con người của chúng ta. Và chúng ta chấp nhận nó là con người của mình luôn. Tôi là vậy đó. Tánh tôi là vậy đó. Khi mà người khác chỉ điểm thì mình quên mất cái đó không phải là con người thật của mình. Trong một cái giai đoạn nào đó mà mình đã không giữ được phong độ, mình đã tụt năng lượng và mình đã để cho tham sân si trỗi dậy để tự vệ con người của mình, để bảo vệ những cái quyền lợi của mình, để giữ lấy người ấy. Quý vị biết là trong liên hệ tình cảm và trong cuộc chiến ở thương trường, đó là hai nơi mà chúng ta tiêu mòn năng lực của chúng ta nhiều nhất. Đó là hai nơi mà chúng ta dễ đánh mất mình nhiều nhất. Và đó là hai nơi mà chúng ta dễ để cho phiền não trỗi dậy nhiều nhất. Trước khi mình đồng hành với người đó thì mình là một người rất là tự do, dễ gần, dễ mến, và có nhiều năng lực để sáng tạo, để kiến thiết, để nghiên cứu, để học hỏi. Có nhiều ý tưởng rất là tuyệt vời. Nhưng mà bỗng dưng khi người ấy bước vào trong cuộc đời của mình thì mình không làm gì nổi nữa hết. Có nghĩa là mình đã thất bại trong tình cảm. Thất bại đây nó không có hẳn là cuộc hôn nhân đó rạn nứt hay là gây đau khổ cho nhau, mà thất bại đây có nghĩa là chúng ta hoàn toàn mất thế chủ động, hoàn toàn mất chủ quyền trong cuộc sống. Đầu óc của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về đối tượng đó. Mà khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ về đối tượng đó thì phiền não nó phải sinh ra đời chứ. Để làm gì? Để níu lấy, để giữ gìn, để bám víu, để sở hữu. Lúc nào cũng sống trong sự hồi hộp. Không biết người đó phản bội mình lúc nào. Người đó có thương mình nữa không? Người đó có còn tôn trọng mình không? Người đó có nghĩ đến tương lai cuộc đời của mình không? Vân vân. Sao mà yên được? Cái khổ đau nó đã bắt đầu từ đó rồi. Và ở trên thương trường thì khỏi nói rồi. Phải gai góc, phải xù xì, phải sòng phẳng, phải quyết liệt, phải sân si nhiều lắm thì mới có thể chiến thắng, mới có thể hạ gục được đối phương, mới có thể đem về những cái quyền lợi lớn nhất có thể. Cho nên nếu mà không có trải qua một biến cố nào, không trải qua một trận bạo bệnh nào, không có một sự thất bại sụp đổ nào, thì có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có vấn đề gì cả. Chúng ta sống vẫn ổn, vẫn tốt như thường, mặc dù khi nhìn kỹ vào thì thấy rất là bất ổn. Hạnh phúc thì lúc được lúc không. Hạnh phúc trong hôn nhân, trong liên hệ tình cảm, và hạnh phúc trên công việc của mình chập chờn, lúc được lúc không. Và khi mà mình gặp vấn đề rắc rối, mình thấy mình có nhiều phiền não thì mình biết là mình đang có phiền não và mình muốn xử lý. Nhưng mà khi mình thành công, khi mà mình được công việc nó trôi chảy, khi mình được thương yêu, khi mình được chiều chuộng, thì mình quên mất là mình đang có một cục phiền não rất là lớn ở đây.
nó thoa dịu, nó làm cho mình quên đi cái thực tại là mình đang có rất rất nhiều phiền não. Cho nên cái sự thất bại nó có cái giá trị của nó. Những cái biến cố xảy ra, những cơn bạo bệnh nó làm cho chúng ta phải tụt lùi lại để quan sát tổng thể cuộc đời của mình. Chỉ có lúc đó chúng ta mới nhìn lại chặng đường đi qua của chúng ta một cách sâu sắc nhất. Chúng ta đã sống như thế nào, đã đối xử với những người thương của chúng ta như thế nào. Những người có ơn với chúng ta thì chúng ta đã đền đáp công ơn chưa? Những người mà chúng ta có lỗi với họ thì chúng ta đã xin lỗi với họ chưa? Những trách nhiệm bổn phận nó được trở về. Và trong khi nằm với cái vết thương của sự thất bại, của sự tổn hại hay là của bệnh tật, thì chúng ta mới nhìn sâu vào được trong con người của mình. Tại vì bây giờ không biết nhìn vào cái gì bây giờ. Nếu mà không thất bại thì mình sẽ tiếp tục lao theo công việc, lao theo người mình thương. Bây giờ nằm một chỗ rồi, bây giờ phải ngồi một chỗ rồi, bây giờ không có việc gì để làm nữa, thì buộc chúng ta phải quay trở về để nhìn nhận lại sự thật là cái gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Thì mình thấy là một đống phiền não, nhiều giận hờn, nhiều trách móc, nhiều đố kỵ, nhiều ghen ghét. Mà khi mình trải qua cái kinh nghiệm thất bại thảm hại đó, khi mình ngồi yên trong một khoảng thời gian lâu đó, mình mới gọi được tên những cái phiền não nó đang có mặt trong con người của mình. Chứ còn mỗi ngày mình sống vội quá, mình sống nhanh quá, cho nên mình biết có một cái gì đó nó bất ổn ở bên trong, nhưng mà không gọi được tên. Tại vì lùi lại một bước để quan sát thì mất thời gian, thì người khác sẽ qua mặt mình. Cho nên là chưa bao giờ biết lùi lại để quan sát, chỉ có sấn tới phía trước. Tôi vẫn thường hay nhắc tới cái ví dụ là khi mà một con hổ nó trúng thương thì nó quyết định ngay lập tức là phải rút lui về hang để liếm cái vết thương đó. Cho dù mất vài tuần lễ thì nó cũng làm. Cái trách nhiệm của nó đó là nằm yên một chỗ và liếm vết thương, trong cái tinh thần là yêu thương, quan tâm tới cái vết thương của mình, mà không nghĩ tới những kế hoạch, những cái dự án để săn bắt những con mồi. Nghĩa là trong suốt thời gian chữa lành vết thương đó, thì con hổ không được rời khỏi hang để săn mồi. Tại vì nó săn mồi thì nó có thể chết, là tại vì nó quá yếu, có thể bị những con thú khác tấn công. Hoặc là cho dù nó có bắt được một con mồi nào đi chăng nữa thì nó không đủ sức để tiêu hóa con mồi đó, tại vì tất cả năng lượng dành cho vết thương hết rồi. Và nó tuân thủ nghiêm ngặt cái quy luật đó, nó hiểu điều đó, nó biết cơ thể nó cần cái gì để nó giúp đỡ. Chúng ta nhiều khi có rất nhiều vấn đề ở bên trong, có rất nhiều phiền não, có vết thương, thậm chí rất là sâu nặng. Nhưng mà chúng ta không làm được như con hổ, đó là dám làm một cái quyết định dừng lại tất cả mọi thứ để trở về cho chính mình. Hễ mình thấy bất ổn là phải lùi lại liền. Hôm nay mình hành xử ngang tàn bạo ngược quá, hôm nay mình có nhiều sân si quá, hôm nay mình nghi ngờ nhiều người quá, hôm nay mình phán xét, mình lên án nhiều người quá, mình cự cãi, mình va chạm nhiều người quá, hay là hôm nay mình có một khoảng thời gian rơi vào cái sự cô đơn lạc lõng, cái sự tuyệt vọng, thì mình phải quay về xử lý liền. Đừng có lờ đi, đừng có giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Đừng cố gắng đi tìm kiếm những cái điều kiện hấp dẫn để quên đi một cái thực tại rành rành, đó là mình đang bất ổn. Và giá như mình đủ can đảm như con hổ, dành ra 2-3 tuần lễ để chăm sóc vết thương của mình, chăm sóc thật sự
Nghĩa là đầu óc không có nghĩ tới dự án kế hoạch, không có toan tính gì nữa hết. Tại vì khi chúng ta toan tính, khi chúng ta suy nghĩ thì năng lượng lại tiếp tục tiêu hao. Và chúng ta không đủ để yêu thương cái vết thương của mình, không đủ để quan tâm cái vết thương của mình. Thì như vậy trong tâm chúng ta nó không có ứa ra được những cái nội tiết tố. Thật ra cái chữ nội tiết tố là dành cho não bộ thôi, nhưng mà tôi muốn dùng trong ngoặc kép dành cho trái tim. Tức là cái chất liệu của sự thư giãn, của sự bình an, của sự thảnh thơi, nó ứa ra và nó sẽ làm cho vết thương của bạn được chữa lành. Khi mình lỡ buông ra câu nói đó làm người kia tổn thương, hay là lỡ buông ra một cái hành động không kiểm soát được, rất là hối tiếc, thì cái hành động duy nhất của chúng ta là gì? Là đi xin lỗi người đó. Ấy vẫn còn là cao thượng. Có nhiều người là quên xin lỗi luôn, nghĩ rằng là mình có quá nhiều ân tình với người đó thì một cái hành động như vậy có đáng là bao. Dĩ nhiên người thương của mình không có tính toán với mình, họ không có hạch tội mình, nhưng mà cái sự bất mãn nó bắt đầu xảy ra. Và nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì họ sẽ tránh xa chúng ta. Họ tuy rất là thương chúng ta nhưng mà không thể tới gần được, không thể kết nối với chúng ta được. Và một người mà đang có phiền não mà đi yêu thương người khác thì có thể làm cho người khác có hạnh phúc được không quý vị? Mà cái người kia đó, cái người mà được thương yêu cũng đang có phiền não nữa. Một tâm hồn có rất nhiều rác rến phiền não tiếp cận với một tâm hồn đang có nhiều phiền não rác rến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng mà ngộ ở một điều là khi người ta đang có vấn đề người ta mới tìm tới nhau. Còn khi mà không có vấn đề, người ta rất là ổn rồi thì người ta không có hăng hái đi tìm nhau. Có duyên thì gặp nhau, cần trao đổi, cần tiếp xúc thì gặp nhau. Còn không thì ai cũng thưởng thức cái hải đảo của mình, cái đời sống tự do của mình. Cho nên khi người đó khẩn thiết tìm tới mình là phải coi chừng, đừng có tưởng là mình có giá trị. Họ kiếm chỗ đổ rác đó. Không sao. Nếu mình thật sự là rác mình, cái thùng rác mình nó trống rỗng, hoặc là nó còn chỗ để chứa, thì mình cũng xin đóng vai người tử tế để đón nhận những cái rác rến kia. Nhưng mà kiểm tra lại đi, rác bên nào nhiều hơn bên nào. Cho nên nhiều khi mình cũng gồng người mình lên để mình lắng nghe người đó, nhưng mà nghe được 5 phút là nghe hết nổi. Thậm chí là người đó mới mở ra 1-2 câu là chịu hết nổi. Có thể là do rác rến trong lòng mình nó nhiều quá, chưa kịp lấy ra nữa là, cũng có thể là mình bị thành kiến với người đó. Ai nói thì mình không nổi giận, chứ tới người đó nói là mình nổi giận. Tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi về người đó, mình có nhiều chuẩn mực cho người đó mà người đó không có đạt được. Hoặc là người đó đã từng làm mình thất vọng, đã từng làm mình tổn thương. Cho nên khi người đó mở miệng là mình bắt đầu nổi phiền não lên. Nhưng mà thông thường thì mình không có biết là mình có vấn đề, mình nghĩ là người đó có vấn đề. Tại vì mình lý luận là, ủa, sao bao nhiêu người mình không có nổi giận, mà tới người này mình lại nổi giận, thì người này phải có vấn đề chứ. Chứ phải với ai mình cũng nổi giận hết thì mình mới có vấn đề. Nhưng mà nếu bạn có một bậc thiện hữu tri thức, có một nhà hiền triết bên cạnh, hoặc là bạn có một cái chánh niệm đủ bất ngờ xuất hiện, nó sẽ nói cho bạn biết rằng là chính bạn mới có vấn đề. Bạn đang bị thành kiến, bạn đang bám víu rất là kỹ vào những cái kinh nghiệm cũ rích về những hành vi của người đó đã gửi đến cho bạn trong quá khứ. Và bây giờ bạn vẫn còn tiếp tục sử dụng những kinh nghiệm đó mà bạn không chịu update, cập nhật những cái mới nhất của người đó. Người đó bây giờ không còn là con người năm xưa nữa. Nhưng mà vết thương của bạn nó không bao giờ hiểu được như vậy. Khi bạn có phiền não, khi bạn bị vết thương chi phối, bạn sẽ nhìn mọi thứ sai lệch hết. Khi chúng ta bị phiền não chi phối, khi chúng ta bị vết thương
nhật dậy. Thì cái thấy của chúng ta về thực tại, về các đối tượng xung quanh, về sự vật sự việc đều không còn chính xác nữa. Nó thấy như là phiền não đang thấy, thấy như là vết thương đang thấy. Còn thực tại có thể rất là khác. Cho nên tôi vẫn thường khuyên các vị thiền sinh đó là quý vị làm ơn đừng có bao giờ đưa ra nhận xét khi mà mình đang bị phiền não khống chế. Nếu biết mình đang bị phiền não khống chế thì đừng có đưa ra nhận xét. Còn tệ hơn nữa là phán xét hoặc là đưa ra một cái quyết định quan trọng. Đừng có bao giờ làm như vậy. Trong khi cái vết thương hay là phiền não đang khống chế quý vị. Nhưng mà khổ nổi là mình không nhận được, không nhận ra được, không nhận diện được là mình đang có phiền não. Mà thường thường khi có phiền não thì mình mới muốn làm cái quyết định tại vì tự ái. Khi mình tự ái, khi mình nổi cơn lên thì mình mới muốn làm cái quyết định. Còn khi mà bình ổn, khi mà phiền não nó lắng dịu xuống thì mình đâu có muốn làm cái quyết định gì động trời đâu. Từ từ sẽ tìm ra cách giải quyết. Khi mình bị phiền não khống chế, mình muốn loại trừ người đó. Mình muốn tránh né người đó. Mình muốn trừng phạt người đó. Còn khi mình không bị phiền não khống chế thì mình muốn tiếp cận, muốn giúp đỡ, muốn sẻ chia với người đó. Cho nên ít nhất là quý vị ý thức được một điều là mình đang có phiền não hay không. Hãy kiểm tra nhiều lần xem mình có phiền não hay không. Thì mình mới tin vào cái thấy của mình, rồi mới đưa ra nhận xét hay là quyết định. Còn nếu thấy mình có phiền não thì hãy tìm cách xử lý nó đi. Tại vì nếu bạn không xử lý đó thì nó sẽ xử lý bạn. Nó sẽ thao túng bạn và nó đưa ra những cái hành vi mà bạn sẽ ăn năn sau này, hối tiếc sau này. Vậy thì một người mà gọi là người có hiểu biết, một người trí thức á, là khi mà có phiền não là người ta đi tìm cách xử lý cái phiền não đó, chứ không để nó lây lan. Nó giống như là một cái thứ chất độc mà nó sẽ tràn lan ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là những người thân yêu. Bạn thử tưởng tượng là người thân của bạn á, khi mà họ đang bị phiền não khống chế như vậy đó, họ xách gói họ đi ngồi thiền, họ không tiếp tục tranh cãi với mình nữa, hoặc là họ bước ra ngoài để họ đi thiền hành, thậm chí là họ ý thức cái tình trạng của họ quá nặng nề, họ xin đi dự một cái khóa thiền 3 ngày hay là 7 ngày. Cái điều đó nó sẽ khiến mình suy nghĩ như thế nào? Rất là cảm phục. Là cái người đó họ vẫn còn sự tử tế, là họ biết cách quản chế những cái năng lượng tiêu cực của mình, và đồng thời họ cũng không muốn làm tổn hại mình hay là những người thân yêu của họ. Ít nhất là như vậy. Dù là sau khi ngồi thiền, đi thiền hành hay là giữ khóa thiền xong thì phiền não nó có giải quyết được bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà người đó có ý thức quay về để chịu trách nhiệm cho những cái năng lượng tiêu cực của mình. Sống với một người như vậy, quý vị nghĩ mình có an tâm không? Rất là an tâm. Thì mình cũng vậy. Khi mà mình có phiền não mà mình ý thức để xử lý nó, không để nó tràn lấp ra ngoài bằng lời nói và hành động, thì người thương mình cũng rất là cảm kích mình, thấy mình thật sự là tôn trọng họ. Mình có thể nói cho người thương mình biết là mình đang bị phiền não. Ghi ra một miếng giấy nhỏ là: anh ơi, em đang có phiền não. I need your help. Tôi cần anh giúp đỡ. Khi mình nói được câu đó là mình đã bớt tự ái rồi. Và mình có ý thức quay về để chăm sóc vết thương của mình. Và người thương của mình khi mà đọc những cái dòng chữ đó chắc chắn là sẽ rất là cảm kích mình. Và rất là muốn giúp đỡ. Thì giúp đỡ bằng cách nào? Là đừng có tiếp tục
tưới vào cái vết thương của mình, kích động vào cái vết thương của mình nữa. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Hoặc là đừng có buông ra những cái câu nói, những hành động nghi ngờ nữa. Hay là dò xét nữa. Điều đó có thể làm mình không kiềm chế được. Mình nói rõ ra luôn là giúp bằng cách nào. Hoặc là anh cứ để mặc em trong vòng vài giờ đồng hồ, một ngày, đừng có nói gì tới em. Trong khoảng thời gian đó em sẽ đi ngồi thiền, em sẽ đi thiền hành, em sẽ tìm cách để trở về chăm sóc vết thương của mình. Khi nào mà em định tĩnh trở lại thì em xin gặp anh trở lại. Thì người thương của mình rất là yên tâm. Chứ mình đừng có bỗng dưng tắt điện thoại vào phòng khóa cửa kín mít trong đó. Người đó rất là sợ, không biết mình làm cái gì ở trong đó. Và cái này cũng có thể xảy ra giữa liên hệ mẹ con, cha con. Khi mà người mẹ cảm thấy rằng là phiền não đang khống chế mình bắt đầu là nổi cơn tâm bành lục tặc lên, bắt đầu là sân si nổi lên, thì đừng có nói gì với con nữa. Mẹ cũng có thể nói với con rằng là mẹ đang bị phiền não khống chế. Cho nên những cái lời nhận xét của mẹ trong lúc này có thể sẽ không chính xác. Mẹ sẽ nói chuyện con vào một lúc khác. Thì con mình sẽ rất là tôn trọng mình. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên để bạn có thể thoát ra khỏi cái sự kìm kẹp, phong tỏa, xiềng xích của phiền não là bạn phải tỉnh, tỉnh táo hay là tỉnh thức để phát hiện hắn kịp thời. Bước kế tiếp, đó là bạn phải học một cái nghệ thuật là lùi lại một bước để quan sát. Thay vì đồng nhất với nó. Hồi trước giờ là hãy nghĩ tới đâu là nói tới đó, là hành động tới đó. Hãy cảm xúc nào trào lên thì mình đi theo cảm xúc đó cho nó thỏa mãn. Còn bây giờ mình học một cái nghệ thuật mới là lùi lại một bước để quan sát. Thì thật ra là mình có khả năng quan sát rất là tốt. Nhưng mà từ rất lâu rồi mình đã không có mài giũa nó. Khi bạn đến một cái khóa thiền, người ta sẽ dạy bạn học cách quan sát trở lại những cái thực tại đang có mặt xung quanh bạn. Thí dụ như bạn rất là rảnh để đứng quan sát một cái đóa hoa sen nở chồm trên mặt nước. Bạn rất là rảnh để có thời gian mà nghe được tiếng chim hót. Và bạn có nhiều thời gian để quan sát những cái đối tượng đang xuất hiện xung quanh bạn. Và điều đặc biệt là họ dạy bạn học cách quan sát cái tâm phản ứng của bạn lên những đối tượng đó. Bạn có bao giờ quan tâm tới điều này không? Là mình phản ứng như thế nào lên cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc? Thí dụ trong cái cuộc điện thoại này, tại sao mình có một thái độ khinh lờn, không muốn nghe, không tập trung nghe, vừa nghe vừa làm công việc khác? Tại vì đối tượng này không quan trọng. Nhận thức của mình cho rằng không quan trọng, không mang lại lợi nhuận tức thì. Mẹ là quan trọng chứ, cha là quan trọng chứ, nhưng mà không phải là sự chờ đợi của mình trong giây phút này. Không phải là người mang lại lợi nhuận, ít nhất là những cảm xúc thỏa mãn cho mình. Cho nên là mình đã có một thái độ hờ hững, vô tâm trên cái cuộc điện thoại đó. Thì đó là thái độ của chúng ta đó. Và đó cũng là sản phẩm của chúng ta đó. Chúng ta đang tạo ra một thứ sản phẩm khó nhìn, khó coi, khó ưa. Nhưng mà nó vẫn là product, là sản phẩm của chúng ta. Và khi bạn hành thiền, bạn thấy được cái đó. Bạn thấy sâu trong tâm bạn có một thứ phản ứng bước ra. Và bạn học cách để nhìn sâu vào trong tận cùng con người của mình. Một mặt là bạn vừa quan sát được các đối tượng xung quanh. Một mặt là bạn vừa quan sát được thái độ phản ứng của mình lên các đối tượng. Và đó chính là cái phương pháp rất là hữu hiệu để giúp bạn đạt một cái trình độ là quan sát được phiền não của mình mỗi lúc mỗi nơi. Tại vì phiền não nó chui vào trong cái thái độ của bạn. Thường bao giờ chúng ta cũng có thái độ trong mỗi hành vi hết các bạn. Chúng ta có biết hay không thôi. Thì nó chia thành hai nhóm. Một cái nhóm đó là thái độ ưa thích, like, đưa ngón tay lên, phải không? Còn một nhóm là dislike, đưa ngón tay xuống. Thái độ đó, cái đó gọi là thái độ của chúng ta.
thì đối với những thứ mà bạn đưa ngón tay lên là bạn thích á, like, thì bạn sẽ có một số phản ứng tâm lý để phục vụ cho cái thích của bạn, như là phấn khích, như là ca tụng, như là hân hoan, như là đứng về thành một phe, như là muốn sở hữu, như là muốn giữ gìn, như là nhớ thương, như là tơ tưởng, như là quấn chặt vào. Một số tâm lý đó. Cái nhóm mà đưa ngón tay xuống là cái nhóm dislike, không thích đó, thì chắc các bạn biết rồi, là ném đá, là mắng chửi, là lên án, là buộc tội, là phê bình, là chỉ trích, là bôi nhọ, là muốn né tránh, là muốn loại trừ và muốn tiêu diệt. Đó, nó có hai nhóm, cơ bản là có hai nhóm. Cái nhóm mà chúng ta gọi là thích á, like, là cái nhóm nó phát triển tâm tham, desire. Còn cái nhóm mà không thích là phát triển tâm sân, là hatred, là muốn loại trừ. Và mỗi ngày như vậy chúng ta vun đắp cho hai cái tâm đó, hai cái tâm đó lớn mạnh mỗi ngày, tham và sân. Nghĩa là chúng ta sống chung với phiền não mà chúng ta không biết. Cái nhóm mà bạn phản ứng loại trừ, tiêu diệt, tấn công, hủy phạm, tiêu diệt thì dễ nhận ra lắm, biết đó là những cái defilements, những cái phiền não. Còn cái nhóm bên này nè, ít ai hiểu nó là phiền não lắm. Yêu thích, nâng niu, giữ gìn, chiều chuộng, nhớ nhung, quấn chặt vào, tất cả những cái đó ít ai hiểu nó là phiền não, nhưng nó vẫn là phiền não. Vậy phiền não là gì? Là cái thứ gì đó khiến bạn mất hết sự tự do, là cái thứ gì đó nó làm cho bạn không thể thông dong tự tại được, nó là cái thứ gì đó làm cho bạn không thể có mặt trọn vẹn trong giờ phút hiện tại để thưởng thức được những giá trị màu nhiệm của đất trời đã ban tặng. Nó là cái thứ gì đó để bạn không thể mời lên được những giá trị tinh anh cốt lõi trong con người của bạn ra được. Nó khống chế hoàn toàn. Mà đó là ai? Nó là bản năng của chúng ta. Và chúng ta đã nuôi sống nó mỗi ngày. Vậy thì khi chúng ta học được một cái nghệ thuật lùi lại để quan sát nó, nghĩa là chúng ta không tiếp tục cung cấp thức ăn cho phiền não. Nó đau đớn, nó lồng lộn, nó vật vã, nó đòi. Chúng ta phải làm theo nó như là mọi lần chúng ta đã nghe lời. Nhưng mà lần này nhất định không nghe lời. Nhìn thử xem, nó muốn gì? Cường độ nó mạnh yếu như thế nào? Nhưng mà để làm được điều này đó, không phải dễ đâu quý vị. Thường là mình nhìn vào nó là nó nuốt mình luôn. Mình dám nhìn vào cơn giận không? Giận hơn nữa đó. Mình dám nhìn vào nỗi sợ hãi không? Sợ hãi hơn nữa đó. Cho nên bạn phải nhìn vào nó với một tâm thế đặc biệt. Đó là bạn phải có sẵn một cái năng lực tỉnh thức để nhìn vào. Trước khi muốn nhìn vào, bạn phải hành thiền trước. Bạn phải đi ngồi thiền, bạn phải đi thiền hành. Bạn phải luyện tập làm sao để cái tâm bạn nó đủ yên ổn, đủ vững vàng. Thì bạn nhìn vào nó, thì nó mới cho bạn nhìn. Thường thì phiền não nó mạnh lắm. Bản chất của nó là hễ nhìn vào đó là nó cấu xé bạn liền ngay lập tức. Nhưng mà bạn đã chuẩn bị sẵn một cái năng lực mạnh tương đương với phiền não hoặc là lớn hơn nữa để nhìn vào. Nhìn mà không làm gì cả. Nhìn mà không phán xét. Nhìn mà không phản ứng. Ở trong truyền thống Phật giáo hay xài những cái từ như là đoạn trừ phiền não, tiêu diệt phiền não, phá vỡ phiền não. Những cái từ đó nghe rất là kinh khủng, giống như là có một cuộc chiến diễn ra, một bên thắng, một bên thua. Nhưng mà đó chỉ là một cách diễn đạt thôi. Còn thật sự đi vào trong cái quá trình chuyển hóa đó, đặc biệt là ở bên thiền, thì không có xài những cái từ ngữ đó. Và hoàn toàn là không có những cái thái độ đó. Thái độ muốn diệt trừ những cái phiền não. Mà nó chỉ có thái độ là gì? Nhận diện, quan sát, với tất cả lòng yêu thương, với tất cả tâm từ đối với phiền não của mình. Chỉ cần nhận diện và quan sát, nếu mà bạn luyện được một cái kỹ năng là quan sát liên tục suốt tiết trình khi phiền não bắt đầu sinh ra, tồn tại và biến đi đó, mà làm được vài chục lần, vài trăm lần liên tục như vậy, thì cái phiền não nó sẽ yếu ớt và tan biến đi. Thực ra phiền não nó là sản phẩm của một cái cơ chế năm uẩn sắc
thọ, tưởng, hành và thức trong con người chúng ta vận hành sai lệch. Và khi bạn bỏ vào cái chất liệu của sự tỉnh thức á, bằng cách là thường trực quan sát nó, thì cơ chế năm uẩn đó được vận hành đúng trở lại. Chứ cũng chẳng có gì là tu luyện cả. Mà thật ra là chúng ta đang phát triển, chúng ta đang khơi dậy và phát triển trở lại một năng lực đặc biệt vốn có của con người, đó là sự tỉnh thức. Thông qua năng lực tỉnh thức, chúng ta dùng nó để rọi chiếu vào những năng lượng phiền não của mình, thì cái cơ chế năm uẩn đó bắt đầu thay đổi và phiền não không sản sinh ra được nữa. Cho nên Đức Phật đó đâu có gì là chứng đâu. Con người mình vốn là như vậy mà. Vốn là không có phiền não, vốn là thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta không biết giữ gìn. Chúng ta cũng không nhớ mình đã từng là một con người như vậy. Cho nên chúng ta đang là một con người có nhiều phiền não. Nhưng quý vị làm ơn nhớ giùm là cái phiền não đó nó chỉ là một phần đang đè lên một cái tổng thể tuyệt vời của quý vị. Một con người không có phiền não nằm ở bên dưới. Và trách nhiệm của chúng ta là lấy phiền não đó ra. Giống như là chúng ta phải vén được những cái áng mây mù qua một bên để cho vầng trăng tỏ ràng. Có một bài thơ của thiền sư Viên Thức ghi là: bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó. Ngàn xưa từ ngàn xưa, trăng vẫn chưa hề lặn. Ta đi vào viễn xứ, trăng đưa lối ta về. Trùng dương muôn bến mộng, nhưng ta vẫn còn mê. Trăng huyền không mở hội, hương lan ngát bên đồi. Tức là cái con người tuyệt vời, con người dễ thương, nó vẫn còn đó cho chúng ta. Được ví như là một vầng trăng. Trăng ngàn xưa vẫn còn chờ đợi chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi vào viễn xứ. Tức là chúng ta rời khỏi con người mình quá lâu. Cho nên chúng ta quên mất là mình có một cái vầng trăng tỉnh thức thuần khiết ở bên trong. Nhưng mà vầng trăng vẫn chờ đợi đó. Trăng đưa lối ta trở về. Trùng dương muôn bến mộng. Nhưng mà cho nên là ta vẫn còn mê. Không sao. Trăng vẫn chờ đợi, trăng huyền không mở hội, hương lan ngát bên đồi. Và cái bài hát đó, cái bài thơ đó gọi là bài tao ngộ. Tức là trong một cái đêm tĩnh mịch, ta được trở về với chính mình, tìm thấy được cái con người tuyệt vời của mình. Tao ngộ, gặp lại con người năm xưa. Ê, đi đâu hổm rồi không thấy. Trong bài hát Phôi Pha, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là: có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Nếu mà mình không có hiểu ý bài thơ này, mình tưởng là chắc nửa đêm có bóng ma nào xuất hiện ở trong căn nhà của anh Sơn, hoặc là một bóng hồng nào đó chui hàng rào đi vào. Nhưng mà Sơn muốn nói là Sơn đã gặp lại cái con người tử tế năm xưa của mình. Một con người mà lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi cho người khác, cho cộng đồng. Chứ không phải là một con người đang có sân si như bây giờ. Và trong một cái đêm tĩnh mịch, có nhiều khi, sometime thôi chứ không phải là always, thỉnh thoảng, đôi lúc, hay làm sao đó, mà trong một cái đêm tĩnh lặng, từ vườn khuya, nửa khuya, bước về, bàn chân ai rất nhẹ. Tức là con người đó nó rất là thanh thoát, rất là an nhiên, rất là tự tại. Khi bạn biết điều đó, bạn nhớ điều đó, thì bạn sẽ đủ niềm tin để làm một cái quyết định đối diện thẳng với phiền não của mình, để lấy cái áng mây mù kia ra. Còn nếu giờ này bạn vẫn còn đồng nhất mình với cái vết thương của mình nghĩ mình là như vậy đó. Giờ phút này mà mình vẫn còn đồng nhất mình với những cái yếu kém, những cái giới hạn, những cái phiền não của mình, mà không thấy được sâu thẳm bên dưới là một con người tuyệt vời, thì cái hành trình mà gội rửa, hành trình tu tập, hành trình chuyển hóa nó ngắn kinh khủng. Mà khi mà bạn hành thiền á, ít nhất cũng có vài phút giây bạn chạm được con người thần thánh của mình, con người tuyệt vời của mình, dù chỉ là đôi phút. Sau đôi phút đó, chúng ta có thể là dạ xoa, là la sát trở lại. Nhưng mà biết là mình có cái chất thần thánh ở bên trong,
thì mình mới đủ cái gọi là cái motivation, một cái động cơ mạnh để bước lên tiến trình tu tập chuyển hóa. Cho nên cái cuộc cái hành trình tu tập của mình nó vui, nó hạnh phúc. Là tại vì có lúc thì đúng là mình thấy mình dở tệ, nhưng mà có lúc mình thấy mình rất là tuyệt vời. Tôi vẫn thường hay nói là cái niềm tự tin của con người hầu hết trong cái xã hội bây giờ nó không phải là cái niềm tự tin đích thực. Là khi bạn dễ thương, khi bạn tốt bụng, người ta ca tụng bạn, người ta yêu thích bạn, bạn có tự tin. Khi bạn có talent, bạn có tài năng, bạn thể hiện được điều này, điều nọ, bạn làm được điều kia, thì người ta kính trọng nể phục bạn, bạn có thêm tự tin. Phải không? Vậy thì cái niềm tự tin của chúng ta hầu hết là dựa trên niềm tin của người khác dành cho chúng ta. Là tại vì khi chúng ta làm một cái phép thử, khi chúng ta không còn dễ thương nữa, khi người đó không còn thương chúng ta nữa, cụ thể là khi người đó đá một phát bỏ đi, là mất hẳn niềm tự tin. Thường những người mà rời hôn nhân là sụp hẳn niềm tin vào bản thân. Kể cả người đó là kẻ phản bội đi tìm người thứ ba, thì sâu thẳm trong họ cũng mất trắng niềm tự tin. Và đó là mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm ra đời. Và khi mà bạn không còn làm tốt công việc của bạn nữa, bạn bị chê, bạn bị phê bình, bạn bị phủ nhận những cái nỗ lực của bạn, là mất luôn niềm tự tin. Cho nên niềm tự tin đó không phải là tự tin dựa trên niềm tin người khác dành cho chúng ta, mà sao gọi là tự tin được. Và thậm chí có người là xách cái bóp đẹp cũng tự tin, mang đôi guốc cao cũng tự tin, xài cái dầu gì sức lên nó thơm đó cũng tự tin. Quảng cáo nó làm cho chúng ta tự tin mà, phải không? Nhưng mà tự tin dởm là tại vì khi những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài biến đổi thì niềm tự tin cũng sụp đổ luôn. Tôi nghĩ niềm tự tin đích thực là khi chúng ta vượt thoát khỏi những cái giới hạn, những cái yếu kém, những cái phiền não của mình. Khi bạn muốn điều đó, bạn biết là không cần thiết bạn dừng lại được, bạn có được sự tự tin, có được sức mạnh. Khi bạn muốn lên án, muốn buộc tội một cái người đáng để bạn làm điều đó, nhưng mà bạn đã không làm, bạn có sức mạnh bên trong, bạn có thêm tự tin. Khi bạn sắp xếp cuộc đời của bạn theo ý của bạn, không sợ một cái gì hết, không sợ thất bại, không sợ cười chê, không sợ bị công kích gì hết, bạn làm mọi thứ trên cái sự tỉnh táo và tinh thần chịu trách nhiệm của bạn, là bạn có được sự tự tin. Nói một cách khác, một người có niềm tự tin là một người không có sợ hãi. Còn nếu chúng ta nói chúng ta có tự tin mà chúng ta lúc nào cũng sợ, sợ người khác phê bình, sợ người khác lên án, sợ thất bại, sợ thua cuộc, sợ bị người kia làm khổ, nghĩa là chúng ta vẫn chưa có niềm tự tin. Mà khi chưa có niềm tự tin, nghĩa là chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với phiền não, sẵn sàng để cho phiền não bước vào chiếm cứ cuộc đời của chúng ta. Nói một cách khác là để có được niềm tự tin thì chúng ta phải thường trực quay trở về, chăm sóc bản thân mình. Chăm sóc không phải là làm đẹp, chăm sóc không phải là đi làm đẹp á, chăm sóc không phải là đi shopping, chăm sóc không phải là tự thưởng mình những cái chuyến du lịch ở nơi xa xôi hấp dẫn nào đó. Chăm sóc mình có nghĩa là thường trực có mặt với chính mình, quan sát với chính mình, hiểu hết những diễn biến tâm lý nó đang diễn ra, mặc dù là có những lúc mình không có hoàn toàn chế phục được phiền não, nhưng mà mình biết hết, mình thấy hết, mình cảm nhận được hết. Dù thất bại, dù chưa có kiềm chế được cơn giận hay là một nỗi sợ hãi, thì đó vẫn là sự thành công. Thành công là đã quay về được rồi, thấy rồi, biết rồi, quan sát được rồi, chỉ còn thời gian là chiến thắng. Hơn hẳn bao nhiêu người không quay về được,
vẫn còn rượt đuổi theo đối tượng để đổ thừa, để hơn thua, vẫn còn phóng tâm ra bên ngoài để tìm kiếm cái gì đó để lấp đầy cái nỗi cô đơn hay là nỗi khổ niềm đau của mình, thoa dịu nỗi khổ niềm đau của mình. Bạn đã quay trở về được rồi, quay vào bên trong, đã vào được trong căn nhà của mình rồi. Mặc dầu là nhà dột cột siêu đó, nhưng mà đã về tới nơi rồi. Yên tâm, sẽ tu chỉnh lại, đã trở về với khu vườn nhà mình rồi, đã chịu ở yên trong đó rồi, không có muốn bôn ba rong ruổi tìm cầu cái gì nữa. Thì từ từ sẽ dọn dẹp rác rến, hay là nhổ cỏ rồi cắt bỏ những dây mơ rễ má, để dồn năng lượng, dồn hết phân bón cho những cái hạt giống tốt lành ở trong tâm. Những cây nào mà nó có thể cho ra hoa ra trái thì mình sẽ tập trung để phát triển nó. Và trong một cái liên hệ tình cảm, quý vị nghĩ xem, nếu mỗi người tự làm chủ bản thân mình, tự quản lý được những cái rác rến phiền não của mình, thì cái cơ hội mà làm khổ nhau rất là ít, rất là ít. Mà quý vị nên nhớ ha, cái phiền não nó còn là tâm mong cầu của mình. Mà thật ra tâm mong cầu là chính đó. Tâm mong cầu là cái tâm chính của phiền não đó quý vị. Tại vì mong cầu không được thì sẽ nổi sân, tham không được thì sẽ sân. Cho nên mong cầu là khởi điểm của mọi phiền não. Dĩ nhiên chúng ta là một con người thì chúng ta cũng phải mong cầu. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta mong cầu theo kiểu khác. Một là loại bỏ những mong cầu không cần thiết. Tức là bạn nhận diện đây là một sự mong cầu. Có cần thiết không? Không, bỏ liền. Rất là giỏi. Và một người tỉnh thức thì biết đưa ra cái mong cầu nhưng mà thấy không phù hợp, thu lại liền. Mẹ muốn con như vậy đó, mặc dầu là chính đáng nhưng mà con mình đã kiệt sức rồi. Người thương mình kiệt sức rồi, làm sao thực hiện được, cho họ một tuần lễ đi, được không? Được, thu lại. Chứ không phải nhất thiết phải làm liền cho mình thì mình mới hả dạ hài lòng, phải không? Tức là bạn là người tỉnh thức, khi bạn đưa cái bốn ra là phiền não nó chạy theo đó, nó chạy theo. Nó bắt đầu xiềng xích bạn rồi đó, bắt đầu mất tự do rồi đó. Hôm trước tôi có kể quý vị câu chuyện của bà Sufi, cái bà Rabia của dòng phái Sufi Hồi giáo Mật Tông. Thì một buổi chiều chạng vạng bạn đi ra ngoài đường bà tìm kiếm cái gì đó. Thì nhóm người gần đó mới hỏi nè, bà ơi bà tìm kiếm cái gì vậy? Trời tối rồi mà. Thì bà Rabia mới nói là tôi tìm cái kim. Thì nhóm người đó mới nói là bà có nhớ là bà rớt cái kim ở đoạn đường nào không? Bây giờ trời thì đã tối, cái kim thì nó nhỏ xíu, đường thì nó mênh mông, biết chỗ nào đâu mà tìm. Thì bà ráp bây giờ bà mới phủi tay bà nói, thôi quý vị đừng có hỏi kỹ như vậy, tại vì thật ra rất là khó nói. Cái kim của tôi nó rớt trong cái lều á. Thì trong đó có một người mới, trong nhóm đó mới nói là tôi nghĩ là bà chắc không có bình thường. Ủa tại sao cái kim ở trong lều mà bà ra ngoài này bà tìm? Thì bà Rabia bà cũng trả lời, bà nói thật ra tôi lý luận một cách logic thôi, là chỗ nào tìm được là tìm, chỗ nào có ánh sáng là mình cứ ra đó tìm, bất kể đó rớt ở đâu. Thì những người đó lắc đầu bỏ đi. Bà Rabia mới kêu nhóm người đó lại, bà khai thị, bà nói quý vị cũng đi tìm sự bình an phải không, mà bình an ở đâu bên ngoài mà tìm, mà cầu nguyện, mà chờ đợi, mà hy vọng. Ai làm cho quý vị bình an? Tại vì cái bất an nó rớt, nó xảy ra ở bên trong quý vị á. Từ cái lúc tâm mong cầu xuất hiện là bất an nó đã xuất hiện. Cái kim nó rớt từ chỗ đó. Cho nên nếu có thể thu cái muốn lại là bạn đã tìm được cái kim của mình rồi. Mà biết cái muốn ở đâu mà thu lại. Quá trời muốn luôn mà. Nếu cái muốn đó không làm quý vị khổ lụy, muốn mà như không muốn, nghĩa là mình muốn tốt cho người đó nhưng mà chưa được thì thôi thu lại, không sao,
lúc khác muốn tiếp. Hãy đặt cái muốn xuống mà vẫn thảnh thơi, nhẹ nhàng, vẫn an nhiên thì cứ tha hồ muốn. Còn nếu mà đặt cái muốn xuống là thấy bất an, hồi hộp, không biết người đó có thực hiện không, không biết có làm được không, thì cái muốn đó là cái thứ phá vỡ cái sự bình yên ở trong lòng của chúng ta. Dĩ nhiên là quý vị vẫn có thể muốn được, nhưng mà không phải lúc nào cũng muốn. Vậy cái lúc mình không muốn mình làm gì? Trạng thái không muốn ra sao? Chắc quý vị không cảm thụ được trạng thái không muốn là như thế nào. Là trạng thái của niết bàn, trạng thái của tịch diệt, trạng thái của không phiền não. Tại vì hễ không có muốn là không có phiền não. Kể cả mình muốn người đó thương mình thêm, không có gì sai hết. Và người đó đủ sức để thương mình, người đó không có kiệt sức, người đó còn ngon lành. Nhưng mà mình biết rằng hễ mình tiếp tục nuông chiều theo cái muốn của mình thì cái sự nghiện ngập sẽ xảy ra. Nghiện ngập có nghĩa là sao? Đầu óc lúc nào cũng nhớ tới nó hết, chứ không tập trung vào công việc được, không kết nối với sự sống được. Thì nuốt nước miếng vào trong một cái ực, thôi cho cái muốn nó rớt xuống đi, để giữ phong độ ngày mai đi làm, để giữ phong độ để đi ngồi thiền, để giữ tâm tĩnh lặng. Phải nhịn nhục nữa đó, đáng được hưởng mà còn không hưởng thì mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này quý vị. Còn cái gì mình cũng muốn hết, ai muốn như thế nào mình sẽ muốn như thế đó, thì mình sẽ tự làm khổ cuộc đời mình. Phiền não nó đến từ nơi đó. Muốn dọn dẹp phiền não thì phải dọn từ chỗ đó, dọn từ ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Cho nên cái điều cuối cùng mà tôi xin nhắc nhở quý vị là dù mình tu chưa có giỏi, còn nhiều phiền não sân si, nhưng mà không sao. Điều quan trọng là đừng có rượt đuổi nữa, đừng có tấn công, đừng có trả đũa nữa. Đừng có đổ thừa nữa. Mà nếu có lỡ đổ thừa cũng không sao, là nhận diện kịp thời, à mình mới vừa đổ thừa người ấy, và tiếp tục quan sát cái tâm đổ thừa đó, để rồi mình sẽ có lời xin lỗi, để rồi mình rút lại những cái đòi hỏi, những cái áp lực của mình. Một thiền sinh mà một cái người mà thật sự bước vào con đường tu tập tỉnh thức thì họ vẫn còn phiền não, nhưng mà họ biết được họ đang có phiền não, mà không phải biết để đó rồi lại lao theo đối tượng. Họ dành trọn thời gian để quan sát những cái phiền não của mình. Ít nhất là họ ý thức được một điều là mình tu chưa giỏi, phiền não của mình còn, cho nên mình mới nghĩ như vậy, mình mới hành xử như vậy. Để làm chi? Để mình có một niềm tin sâu sắc rằng khi nào mình tu tập giỏi thì mình sẽ hành xử theo cách khác. Thí dụ bản thân tôi, có những người quá khó chịu, họ tấn công mình, họ làm đủ kiểu để xúc phạm mình mà tôi chưa tha thứ được, thì tôi hứa với lòng là tại thời điểm này chưa tha thứ được, nhưng mà không có phản công, không có đáp trả, im lặng tuyệt đối. Và có thể là sau cái giờ công phu này, tôi tin rằng cái tâm tôi sẽ thay đổi. Hoặc là tệ lắm là sau một ngày, tại vì cái luật của người xuất gia là không có giận quá một ngày, cho nên mình phải tranh thủ giận nửa ngày. Và phải tìm cách giải quyết liền, tại vì khi mà nó đè trong tâm mình rồi thì không có làm ăn gì được hết, không có viết sách được, không có giảng dạy được, không có tiếp xúc với sự sống được. Cho nên là phải, nếu mà sắp xếp được là sắp xếp liền để đi ngồi thiền, đi thiền hành, chứ không có đánh giá thấp đó, để rồi mình để cái cục phiền não nó cứ lởn vởn trong tâm mình, rồi mình cứ vẫn đối thoại, vẫn tiếp xúc, rồi phải tranh đấu với sự sống. Nhưng mà tất cả những sản phẩm mình làm ra đều có dáng dấp của phiền não hết, mà mình đâu có muốn. Mình đâu có muốn mình đem vào tâm thức người thương mình bởi những sản phẩm có phiền não được. Cho nên nhận diện, ôm ấp, xử lý phiền não, đó là trách nhiệm của mỗi người, mà đó là hành động tử tế của một con người. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi. Con xin bạch thầy, và con kính xin
Chào các quý vị trong đạo tràng. Con là Pháp Danh Tâm Thành, 60 tuổi. Con cũng mới biết được, mặc dù là con quy y từ nhỏ, nhưng mà con mới biết Phật Pháp mới đây khoảng 2 năm. Này, cũng cơ duyên là con có qua Ấn Độ, về con phát tâm ăn chay, và con có đi tu tập ở chùa An Lạc. Thì hồi chưa biết Phật Pháp thì con hiếp chồng lắm thầy. Tại vì cái tính con nóng quá thầy. Nhiều khi ông xã thì ông lại thương. Thì cái làm cho mình nếu mà nói ngọt đó, thì là mình lại thích. Còn nếu mà không ngọt cái con giận là con sẽ nói lại thầy. Nhưng mà có những lúc con nói cũng không tử tế lắm. Thì bây giờ con đã qua những cái bài giảng của thầy á, con cũng lấy cái đó mà áp dụng cho đời sống hàng ngày của con á, những cái hành trang mà của thầy giảng đó. Thầy giảng thì theo con, cái suy nghĩ của con thì thấy thầy giảng là êm dịu rồi nhẹ nhàng và sâu sắc, cho nên con rất là thích. Hôm nay là lần đầu tiên á, con mới biết được thầy ở đây á. Con có đến tu tập ở đây rồi nhưng mà con không biết thầy. Con biết được thầy con mừng lắm. Cho nên là bây giờ thì cái ngoài mà con đã làm sai với chồng của thầy thì con rất là sợ, con sợ tội lắm. Cho nên là bây giờ cái lời nói của con hôm nay đó thì con chưa có xin lỗi chồng con đâu. Tại vì con có nghe là những thầy nói là mình làm sai với những ai đó thì mình phải là cố gắng là trực tiếp để xin lỗi thì nó hay hơn. Thì con cũng mong rằng là hôm nay con có cái ý kiến này á, nhờ thầy giải đáp giùm á, thì là cho gia đình con biết được là cái tội của con, chứ con chưa dám nói để xin lỗi. Và con có con mỗi ngày con có lên bàn Phật á, thì khi con biết được rồi đó thì con có lên bàn Phật, là con xin Phật là áp dụng theo những câu mà sám hối hồng danh của chùa mà dạy con đó. Thì con đọc bốn câu đó xong rồi con nói tội lỗi của con, rồi con xin Phật là cho con tâm được thanh tịnh, rồi con bỏ những cái làm sai của con để con xin chùa mà con không dám tiếp tục nữa. Dạ cũng cũng xin thầy là hoan hỷ cho con, là con lạy mỗi 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 ngày là khoảng 40 lạy thôi, chứ còn lạy theo hồng danh mà 108 lạy thì con không lạy nổi. Cho nên là đó có phải là đúng cái phương pháp sám hối không thầy, hay là chưa Dạ, đúng thầy? cảm ơn Dạ cô. con cảm ơn thầy. Chắc là chú ở nhà mà nghe cô nói như vậy chắc là rất là ấm phổi. Ở trong một vài cái văn bản của truyền thống Phật giáo Đại Thừa có một cái câu đó là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, rồi sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Thật ra đây là bốn cái câu thơ được dịch bởi thiền sư Lặng Mai, từ cái bản gốc đó là tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm tội tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không thì tắc chân vi chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, rất là dễ hiểu. Thì từ nãy giờ bài pháp thoại mình cũng thấy là cái nguồn gốc thì gây ra những khổ đau là những do những cái sự vận hành sai lệch ở trong tâm nó phát ra. Và cái cách để mình có thể chữa lành những cái vết thương của mình hay là sửa đổi những cái cố tật của mình đó thì cũng phải quay về tâm, quay về cái nơi nào nó xuất phát để mà điều chỉnh, để mà tu luyện, chứ không phải là ở bên ngoài. Thì hình tượng Bồ Tát hay là Phật là một cái điểm tựa tinh thần để mình tập trung vào đó, để mình có một cái cơ hội mình đối thoại, để mình được trải lòng, để mình được tâm sự. Nhưng mà đó chỉ là cái biện pháp hỗ trợ thôi. Cái biện pháp chính á, là mình có một cái chính sách, một cái kế hoạch nào cụ thể để thay đổi những cái phản ứng ở bên trong hay không. Mình không thể xin Bồ Tát giúp mình là đừng có nói nữa,
Đừng nói là ở bên trong Bồ Tát không có đưa tay vào trong để mà sửa được, mà mình có thể dùng cái năng lực tỉnh thức để đi vào bên trong được, để mà sửa chỉnh được. Và dĩ nhiên những cái gì mà chúng ta đã tạo tác rồi đó thì nó không có mất. Những cái lời nói hành động không dễ thương thì nó không có mất. Thì cái bây giờ đó, chúng ta không thể ngồi đó để trách móc bản thân, để làm khổ bản thân nữa. Tại vì nếu chúng ta làm như vậy thì lại tiếp tục tạo ra những năng lượng xấu nữa. Thì thay vào đó chúng ta nên cố gắng tạo ra thật nhiều năng lượng lành, năng lượng tốt. Hồi đó làm khổ chú nhiêu, giờ làm chú hạnh phúc bấy nhiêu. Hồi đó đem tới những năng lượng độc hại, thì bây giờ đem tới những năng lượng an lành, bù đắp. Và làm càng nhiều thì nó có thể tự động nó sẽ hóa giải những cái năng lượng tiêu cực mình đã tạo ra trong quá khứ. Mà phải nhiều lắm nha. Tại vì hành hạ mấy mươi năm rồi đó. Dạ chưa. Nói giỡn thôi chứ chắc cũng có những khoảnh khắc khi nào mê thì mới làm khổ, chứ còn khi nào tỉnh thì đâu có làm khổ. Vốn là yêu thương nhau mà. Thì nó không có muộn đâu. Nhưng mà trong đó có câu rất là ngộ là tội tiêu tâm diệt, tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm tội nhiệt thời tội diệt phong, tâm nhược diệt thời tội diệt phong. Nghĩa là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Có nghĩa là cái thói quen mà hay đáp trả hay là buông ra những câu nói dễ thương, bản chất nó là vô thường. Nó không có thật. Do chúng ta dung dưỡng, chúng ta cung cấp thức ăn đó, mỗi lần nó trỗi lên chúng ta chiều theo nó, cho nên nó trở thành thật và nó có mặt với chúng ta trong một giai đoạn. Nhưng mà nó không có thật, bản chất là không có thật. Cho nên nếu chúng ta học được cái cách lùi lại để quan sát nó đó, mỗi khi nó trỗi dậy, nó thúc giục chúng ta nói năng hay là hành động một cách không dễ thương, đứng từ xa quan sát, thì cái năng lượng đó nó sẽ yếu ớt từ từ, cái thói quen đó nó sẽ tan ra và nó không còn nữa. Cho nên khi mình đã quyết tâm quay về, mà phải có một cái phương pháp luyện tập như là học cách lùi lại để quan sát, thì những cái thói quen dù là thâm căn cố đế đi chăng nữa, nó cũng tan rã, nó không còn nữa. Giống như ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, tức là sau khi mình thấy được một cái phương pháp, một con đường để mà vượt thoát những giới hạn của mình, thì tâm mình nó sẽ bay bổng, nó sẽ thông dong tự tại, như là từ ngàn xưa giờ mây trắng thì vẫn cứ trôi mà không có gì ngăn cản được. Thì cái câu này nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng là phía sau những con người, phía sau những cái câu nói không dễ thương, những cái sự trả đũa, những cái sự những cái năng lượng tiêu cực mà cô đã vô tình dành cho chú, nó vẫn là một con người dễ thương, hồn hậu, trong sáng, tuyệt vời ở bên trong. Mà nhiều khi chú lúc nào cũng thấy con người đã hết, chỉ có một người không thấy, đó là cô thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Mời cô trên này. Dạ, xin thưa thầy với quý đạo tràng hôm nay. Cái nữa thì hiện nay thì con rất là lo lắng thế này, là có một cái đứa con trai lớn thầy. Thì cháu cũng làm nghề giáo dục, tất nhiên là cả gia đình con đi dạy học. Nhưng mà bản tính cháu là, nói chung nếu mà theo đánh giá về cái cạnh của con thì cháu rất tốt. Tất nhiên là cần làm cái gì cho Phật Pháp là cháu sẵn lòng, nhưng mà sao bản tính rất nóng thầy. Nóng tính lắm, nhiều khi cũng không tốt hành xử với vợ con. Thật ra con có nghĩ là có thể nhiều khi áp lực công việc, nhưng mà có thể vì cái chữ muốn của thầy, thì con xin cũng tạm nói một điều như thế này, thì không biết có đúng hay không, thì có thể là thầy chỉ dạy thêm để con có biện pháp, để mà con về nhà có thể là con trao đổi thêm với cháu. Tất nhiên trong cuộc sống, mình muốn đủ thì sẽ đủ, mà mình đòi đủ thì không bao giờ sẽ đủ. Cảm ơn con. Vậy là không có câu hỏi phải không? Thì con có câu hỏi như thế này thầy. Là trong cái bài giảng của thầy, có thể là thầy nói thêm, hoặc là thầy có thể nhấn mạnh thêm, tại vì trong mỗi một cái hoàn cảnh của mỗi người nó có cái khác nhau. Nhưng mà có thể là cái hoàn cảnh của con, thầy có thể nói để cho ở đây quý vị Phật tử họ có thêm kinh nghiệm là bây giờ mình dứt bỏ những cái phiền não, mình có thể dừng bước được những cái muốn. Nhưng cái biện pháp nào để có thể thầy nói thêm, có thể là tụi con quay về một cách gọi là trong tỉnh thức, mà một cách gọi là sự tự nguyện thầy. Chứ đừng có lúc đó mà gọi là cái cơn phiền não mà lên quá rồi nó xảy ra chuyện này chuyện kia rồi mình mới tỉnh thì nó cũng không hay lắm. Thì ý con là muốn như thế, có thể thầy chỉ dạy thêm. Cảm ơn cô. À,
Đối với con trai mấy tuổi? Cháu năm nay 36 tuổi. Cái tuổi đó mà nói là đủ thì phải biết đủ, là nó đâu có chịu. Thật ra sư cũng ít khi nào mà đi khuyên thẳng các bạn trẻ là thôi dừng lại đi, đủ rồi. Tại vì ở trong nhận thức các bạn nó chưa có những cái thông tin đó. Các bạn bị tưới tẩm rất là nhiều bởi cái tâm thức cộng đồng. Cho nên mọi người đều phải cố gắng để tìm kiếm, để nắm bắt, để tích góp càng nhiều càng tốt. Phải là một cái người có một cái cơ duyên nào lớn lắm để họ có thể tự nhận ra được điều đó. Thông qua một cái bài giảng hay là một cái cuốn sách nào đó, họ ngộ ra được điều đó. Hoặc là phải trải qua những cái thăng trầm. Những cái thăng trầm nó hay, nó làm cho người ta tỉnh ngộ nhiều thứ. Thì người ta mới biết rằng cái gì là cái giá trị cốt lõi của cuộc sống. Tức là sống một cuộc sống có ý nghĩa, chan hòa, yêu thương, rồi nâng đỡ, rồi sẻ chia. Thì nó mới là giá trị. Còn những cái điều kiện tiện nghi thì nó chỉ thỏa mãn nhất thời. Nhưng mà đó là một cái thứ chân lý nó rất là không được phổ biến trong đời sống. Cho nên mình nói trực tiếp là dừng đi thì khó thuyết phục được các cháu. Thay vì đó mình sẽ nói như thế này. Và cô đều để ý cái bài giảng của sư, sư cũng trình bày cái kiểu đó. Có nghĩa là có những lúc nếu mình thấy mình yếu quá, mình thấy mình mệt mỏi, mình có nhiều phiền muộn á, thì tạm thời bỏ bớt một ít cái mong cầu xuống. Tạm thời thôi. Tới khi năng lượng của mình hồi phục vững vàng thì mình lại tiếp tục mong cầu, mà lại tiếp tục lao theo những cái muốn của mình. Thì như vậy các bạn dễ chấp nhận hơn. Tại vì bản thân của sự mong cầu thì nó không có sai. Nhưng mà cái sai là tại vì chúng ta không có đủ nội lực để chúng ta đặt ra cái mong cầu nào thì bị cái mong cầu đó quật ngã ngay lập tức. Cho nên chúng ta cần có những cái sự tích góp năng lượng đủ để đặt ra những cái mong muốn lớn. Vậy thì những cái lúc mà con dừng lại để nghỉ ngơi, để thư giãn, để nạp lại năng lượng, đã con chuẩn bị những cái chất liệu đầy đủ để đạt được những cái hoài bão lớn mà, chứ đâu có bỏ đâu. Nhưng mà con phải biết lùi lại bớt, dừng lại bớt. Mình nói bớt thôi chứ đừng có nói tuyệt đối. Tuyệt đối là người trẻ không có chịu. Tại vì khi tâm họ chưa có sẵn sàng thì mình nói điều đó họ chỉ chống trả lại thôi. Cảm ơn con. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các bạn đồng tu. Hôm nay con được đến đây để nghe sư Minh Niệm nói về cái đề tài đứng bên ngoài phiền não. Thực sự là cái cuốn sách Hiểu về trái tim, có một thời gian nó đã trở thành hiện tượng tại Việt Nam. Đến các nhà sách thì luôn có những cái băng ghi âm để đọc về những cái bài về này. Và thật sự bản thân con rất là ngưỡng mộ và kính trọng thầy. Trong từng cái lời văn, từng cái tiểu phẩm trong Hiểu về trái tim. Hôm nay thì con chỉ xin phép hỏi được thầy là Hiểu về trái tim ra đời trong bối cảnh như thế nào? Và cái thông điệp mà thầy gửi gắm tinh túy nhất trong Hiểu về trái tim là cái gì? Xin hết ạ. Đây đâu phải là buổi ra mắt sách Hiểu về trái tim. Cái lúc mà tôi bắt đầu hành thiền, và đặc biệt là cái giai đoạn sau khi thọ giáo với thiền sư Sautachaneja về pháp môn Vipassana, thì tôi rút về một cái ngọn núi ở Hawaii, tôi ở đó 3 năm. Và đó là một cái trận chiến rất là khủng khiếp, là mình không có sự hỗ trợ nào hết, tự chiến đấu bản thân. Ở 3 năm nhưng mà muốn xuống núi cả 100 lần. Tức là nó cứ xúi dục mình đi xuống làm chuyện này, chuyện kia, và trách nhiệm với đời, với người vậy đó. Chứ không có muốn mình quay vào bên trong. Thật ra lúc đó tôi cũng có cái năng khiếu vẽ, cho nên là tôi nghĩ phải làm cái gì đó cho đỡ chán. Vậy cho nên là tôi ngồi tôi vẽ những cái diễn biến tâm lý của mình lên mấy cái bức tường tôi dán đầy hết trơn. Vẽ hình mặt nạ những cái phiền não của mình. Rồi sau đó tôi nghĩ là thôi giờ mình viết xuống. Viết xuống một cách chi tiết đầy đủ nhất để mình tự thông cái tư tưởng của mình. Thì cái đợt sau đó thì sau 3 năm đó thì tôi có đi qua vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Ở bên đó thì diễn viên Chi Bảo đi qua bên đó học thiền 21 ngày. Thì Chi Bảo rất là ấn tượng những cái bài viết đó. Thì lúc đó tôi chỉ viết có 26, 27 bài thôi. Thì mới xin làm đem cái đó bỏ lên một cái mục trong cái trang web của ảnh tên là danong.com. Thì trong đó có cái mục và tôi đặt tên cái mục đó luôn là Hiểu về trái tim.
Rồi sau cỡ 10 số thì hiệu ứng khán giả của độc giả, của thính giả quá lớn đi. Tức là mình cảm thấy là những cái sẻ chia của mình được đón nhận rất là nhiệt liệt. Cho nên là chị Bảo có thôi thúc tôi là nên hoàn thành một cuốn sách luôn. Rồi sau đó tôi mới rút về Hawaii một lần nữa. Cái chỗ mà tôi đã từng ở 3 năm, tôi hoàn tất cái tác phẩm đó. Còn cái thông điệp của Hiểu Về Trái Tim là Hiểu Về Trái Tim. Cảm ơn cô. Xin Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy ạ và kính thưa đại chúng. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì những lời pháp nhủ mà thầy đã dành cho chúng con ạ. Con xin phép đặt một câu hỏi. Hiện tại bây giờ thì con cảm thấy là mình đang gặp một bế tắc trong công việc ạ. Thầy có nói rằng là mình nên lùi lại và quan sát. Đôi khi thì có những lời nói và những cái chỉ trích của người khác khiến con cảm thấy rất là phiền não. Thì khi mà đêm về con suy nghĩ rất nhiều và con quyết định là con sẽ học cách tha thứ. Nhưng mà sang ngày hôm sau thì họ lại tiếp tục công kích và châm chọc, và mọi thứ cứ dồn dập. Hiện tại thì con cảm thấy rất là áp lực và con không biết phải làm gì. Khi mà người khác có thể con chịu khó đứng lên tí để sư nhìn thấy con. Khi mà người khác họ tấn công mình á, mà tấn công được á, tức là có tấn công mà nó có chạm được mình hay không á, là do mình. Tức là mình có cho phép chuyện đó xảy ra hay không. Trước hết là mình có cái thói quen dễ dãi hay là quá tử tế, quá hiền lành, thậm chí là hơi khờ một tí. Đó là những cái miếng mồi ngon để người khác dễ dàng tấn công mình. Có những người họ có thói quen tấn công người khác nhưng họ sẵn sàng dè chừng trước những đối tượng cứng cỏi hay là vững vàng. Còn bạn để cho người khác tấn công từ đợt này qua đợt khác, nghĩa là bạn đã tự tạo cái cơ hội đó cho người khác tấn công mình. Đó là điều trước tiên. Bạn phải xét lại cái tính cách của mình. Cái thứ hai là rõ ràng là tâm bạn cũng đặt ở bên ngoài khá nhiều. Bạn chờ đợi sự công nhận, sự yêu thương, sự nể phục của người khác. Cho nên khi họ không không phục vụ cho những cái mong muốn của bạn mà họ đưa ra những cái thái độ ngược lại là phủ nhận, là chê trách, thì nó chạm được bạn ngay lập tức, tại vì tâm bạn nó ở ngoài. Tôi nói như vậy là tại vì bạn hoàn toàn có một khả năng khác là bạn giấu tâm bạn vào bên trong. Có nghĩa là bạn không để ý nhiều ở bên ngoài. Khi bạn không để ý nhiều bên ngoài, đó là khi nào? Khi bạn an trú được ở bên trong của bạn. Thì những cái phương pháp thiền tập nó giúp cho chúng ta trở về an trú trong chính mình một cách tuyệt đối. Tức là một giai đoạn bạn không để ý bên ngoài nữa, hoặc là rất ít để ý bên ngoài. Bạn dành thời gian để ý tới hơi thở, để ý tới bước chân, để ý tới những động thái cử chỉ, để tiếp xúc với những cái giá trị màu nhiệm đang diễn ra xung quanh, hoặc đặc biệt là bạn quan sát những phản ứng tâm lý của mình. Bạn không có rảnh để ý tới người đó nói cái gì. Còn khi mà bạn cứ quan tâm người đó nói cái gì á, người đó phản ứng như thế nào, chê hay là khen á, nghĩa là bạn đang không có một đời sống phong phú ở bên trong, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Rồi cho nên giải pháp duy nhất vẫn là bạn tìm cách làm sao đó để được học những cái phương pháp thiền tập, để bạn được trở về an trú, nương tựa vào trong chính mình, quay về nương tựa chính mình một thời gian đủ lâu, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí là nhiều hơn, để khi bạn tích tụ nội lực đủ trở lại thì những cái đòn tấn công lẻ tẻ kia chẳng có chạm được bạn. Mặc dù là đối tượng không thay đổi được, nhưng mà bạn đã thay đổi thì tình huống cũng sẽ thay đổi. Cố gắng nghe, đó là con đường đó. Con xin cảm ơn thầy ạ. Lý thuyết là như vậy, còn cụ thể đó, cụ thể làm sao để mà quay vào bên trong, nó cả một tiến trình bạn biết không? Tại vì tâm mình nó ở bên ngoài mà đưa vào trong nó đâu có chịu đâu. Phải cần sự hỗ trợ rất nhiều. Ở đây ý tôi muốn nói là bạn nên đến một cái trung tâm thiền. Ở đó có rất nhiều vị hành thiền trẻ như bạn, họ sẵn sàng hỗ trợ bạn điều đó. Bạn có được cảm hứng từ họ, còn một mình là không có nói. Cảm ơn bạn. Mời anh như này. Dạ, xin bạch thầy và xin chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Thưa thầy, con năm nay 37 tuổi và làm kinh doanh. Thì cách đây 2 tuần,
con có đăng ký về cái buổi chuyên đề này. Và khi chuẩn bị cho mình một cái tâm thức đi lên trên này là rất là vui và háo hức. Và con cũng có chuẩn bị một cái câu hỏi để lên trên này, con nhất định là con sẽ phải hỏi thầy. Nhưng mà khi mà con lên tới đây ấy, thì ban đầu con nghĩ là một cái câu hỏi là không có liên quan gì đến phiền não cả. Mà không hiểu sao khi mà con đang trên đường đi đến đây thì con lại bị một cái phiền não rất là lớn. Con 3 giờ là con đã chuẩn bị lên trên này rồi. Con ở dưới Đồng Nai cơ thầy. Thì sợ kẹt xe cho nên là đi sớm 3 giờ. Thì khoảng 4 giờ con lên gần tới nơi. Thì có một cú điện thoại của nhân viên kế toán báo là anh ơi, công ty mình sáng nay kiểm toán, bây giờ họ đòi truy thu thuế nhiều lắm, lên cả tỷ đồng. Con nghe mà con muốn muốn bỏ vợ con đi về luôn thầy. Thế rồi bình tâm lại một tí thì con kêu là tôi đã lên tới đây rồi, thì thứ nhất là phải gặp thầy, thứ hai là phải hỏi cho được cái câu hỏi thứ nhất cái đã. Dạ, thưa thầy, con là người Thiên Chúa giáo. Con là người Thiên Chúa giáo. Thì cách đây khoảng một năm thì có rất là ngẫu nhiên con biết được cuốn sách Hiểu về trái tim ở trong nhà sách thôi. Thì có đọc và cũng có rất là cảm kích. Thế nhưng mà trước con là bên hoạt động bên giới trẻ của giáo xứ cơ. Thì khi mà đọc xong thì con thấy là cũng có rất toàn là những cái điều hay và bổ ích cả. Vậy thì bây giờ với một người Thiên Chúa giáo như con thì có một cái sự dung hòa nào giữa hai cái nền giáo lý của bên nhà Phật và Thiên Chúa hay không? Điều đó là điều con muốn lên đây con hỏi. Còn cái mà phiền não mà tự nhiên nó đến đó, thì thầy bây giờ con không biết giải quyết làm sao. Thôi anh đừng có hỏi sư câu hỏi số 2 ha. Tôi nhờ là có duyên với Thiên Chúa giáo quý vị, là trong cái suốt cuộc hành trình tu bụi của tôi đó, thì hầu hết những cái lúc mà gặp hoạn nạn là được các vị bên Thiên Chúa giáo giúp đỡ, con chiên của Chúa xuất hiện ngay lập tức. Đặc biệt là cái lúc mà tôi đi qua sa mạc từ El Tucson của Arizona đi về Albuquerque là 500 dặm sa mạc, và ngất giữa đường là bị trận bão cát nó nhấn chìm. Thì chỉ vài phút thôi là có một cặp vợ chồng đó, cái đường đó thường là xe truck, xe lớn đi ngang qua, họ chạy rất là nhanh, nó khô cằn lắm. Bỗng dưng là cặp vợ chồng nó quyết định đi thám hiểm từ con đường này và rước được tôi. Tức là từ xa thấy có bốn người nằm một đống ở đó, và họ chạy tới, họ kể là vừa quăng tới lên xe, đóng cửa lại, xe chuyển bánh 2 phút là bão cát ập tới. Và sau đó họ đưa tôi về nhà thờ tẩm bổ suốt 3 ngày. Thì có một câu chuyện như thế này là sau đó tôi trở về Virginia là cái chỗ tôi ở, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn á. Thì có một vị cha nhà thờ viết cho tôi một cái lá thơ. Đó là cha mời tôi xuống tiểu bang của cha ở là Atlanta, Georgia, Atlanta. Có một buổi để nói chuyện với các con chiên nhà thờ mà khoảng là 200 người. Và trong đó kể một câu chuyện đặc biệt là cha đọc cái cuốn Hiểu về trái tim xong, cha copy ra 15.000 đĩa tặng giáo dân, tức là copy lén á. Rồi cha cũng tặng lén. Kết quả là 2 tuần sau đó cha bị mời ra khỏi nhà thờ Việt Nam. Tức là bề trên không có muốn cha làm như vậy. Thật ra bề trên thì họ không có hành động gì, nhưng mà giáo dân chống. Tức là những người được tặng, một số người họ không chấp nhận cái chuyện cha nhà thờ làm như vậy. Cho nên cha buộc phải điều qua một cái nhà thờ người Mỹ. Thì khi qua nhà thờ người Mỹ thì cha đâu có copy Hiểu về trái tim để mà tặng cho giáo dân người Mỹ được. Vì cha rất là quý, cho nên là cha đó mới mời tôi xuống ở dưới tiểu bang đó để có buổi nói chuyện. Và tôi đã nhận lời. Thì khi tôi đi xuống tới đó, thì trong suốt một tuần lễ thì tôi với cha tiếp xúc mỗi ngày với nhau. Rất là vui, tức là cha chia sẻ những cái hay của tôn giáo của mình cho tôi nghe. Thật ra thì tôi cũng nghiên cứu nhiều về Thiên Chúa giáo.
Và ngược lại thì cha rất là thích học thiền. Thì sau cái buổi đó gặp gỡ, mà toàn là gặp lén không à, cho tới cái buổi mà công khai nói chuyện đó, thì đăng ký là 200 người mà cuối cùng còn 70 người thôi, tức là 130 người bỏ cuộc, tại vì họ sợ những người khác chống. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Rồi đặc biệt hơn là sau khi tôi trở về Virginia, tới mùa thu của năm sau, cha khăn gói lên Virginia dự khóa thiền 7 ngày. Ở trên đó suốt 7 ngày dự khóa thiền luôn. Thì tôi nghĩ rất là kính phục. Thì sau đó cha có nói cho tôi biết là một số cái giáo phận như là ở Hải Phòng hay là ở Đồng Nai có đưa cái cuốn Hiểu về trái tim lên cái trang web nhà. Rất là cảm kích, tức là có cái sự mở lòng, open mind rất là lớn. Tôi nghĩ kể cả tôi cũng chưa chắc làm được như cha vì cha đó. Tức là mình qua đến thẳng cái tôn giáo đó luôn rồi mình sẵn sàng mở lòng ra để học hỏi những cái giá trị hay. Và cha rất là khiêm nhường, cha không có đề cao cái tôn giáo mình lắm. Tức là cha vẫn giữ trong lòng thôi. Khi mình hỏi thì cha trả lời. Thì cái điều đó làm cho tôi rất là thán phục. Thì tôi thấy rằng là những cái vị thầy sáng lập ra đạo như là Đức Phật hay là Chúa đều không có sự giới hạn nào hết. Có giới hạn hay không là những người sau này thôi, những người tiếp nối chưa có giỏi bởi Đức Phật hay là bởi Chúa thôi. Vậy cho nên chúng ta là một con người tự do hoàn toàn. Tôn giáo là một sự chọn lựa, nhưng mà tôi nghĩ rằng bản thân của những vị thầy lãnh đạo không bao giờ giới hạn chúng ta cả. Cho nên chúng ta được quyền học hỏi từ nhiều truyền thống. Và tôi nghĩ rằng là Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật vốn là vô ngã, phải không quý vị? Không có một cái ngã riêng biệt. Đức Phật trước khi giác ngộ, Đức Phật cũng đã học rất nhiều truyền thống khác. Đức Phật không hề có cái sự loại trừ. Cho nên bản thân tôi cũng cố gắng để mà đọc thêm nhiều sách của những tôn giáo khác, để mình thấy những cái giá trị, những cái viên kim cương quý giá trong những cái tác phẩm kinh của họ. Thì tôi nghĩ anh cũng nên học cái cách mở lòng như vậy. Tức là anh vẫn giữ đạo của mình, vẫn tiếp tục đi theo những cái giá trị tốt đẹp mà cái tôn giáo mình đã hiến tặng. Bên cạnh đó anh cũng mở lòng ra học hỏi thêm những cái giá trị tốt đẹp từ Đạo Phật, mà anh không nhất thiết là phải đi theo Đạo Phật. Tức là chỉ cần đến để đón nhận, để nhặt lấy những cái viên ngọc quý, những cái điều tốt đẹp để làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn, có giá trị hơn, thì tôi nghĩ là ai cũng phải chấp nhận cái chuyện đó hết. Nhất là những bậc thầy đã thành thánh, đã giác ngộ rồi, thì dĩ nhiên cái thấy họ là như vậy. Dạ, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn. Thưa thầy, còn câu hỏi thứ hai thầy có giúp được con không ạ? Tối nay chắc con mất ngủ. Hy vọng là câu hỏi thứ hai sẽ được trả lời bởi anh. Thì anh về cố gắng review lại, ôn lại tất cả những cái gì sư đã chia sẻ với anh trong bài ngày hôm nay. Có anh sử dụng được cái gì để giải quyết tình huống này? Thì một cái sự, đây là cũng là một cái lời an ủi anh, trấn an thêm tinh thần cho anh, hoặc là có thêm chất liệu để anh quán chiếu. Trời đất, trong trời đất này mọi thứ nó xảy ra đều có quy luật của nó hết. Chúng ta đều hướng cái tâm chúng ta về chân, thiện và mỹ. Chân có nghĩa là chân lý. Chúng ta đi theo những cái giá trị đúng đắn. Cái gì đúng chúng ta đi theo. Chúng ta sống đúng với sự vận hành của đất trời. Thiện là những năng lượng lành. Chúng ta cố gắng tạo ra những năng lượng lành mỗi ngày. Và mỹ là làm sao để mình có một cái đời sống đẹp, tử tế, đủ với tất cả những người sống xung quanh mình. Thì cái phần chân á, có nghĩa là mình cũng nên thuận theo đất trời một chút. Khi mình thắng thời, khi mình được những cái may mắn, những thuận lợi, thì mình hay quên là mình không có hỏi là tại sao mình có được những cái điều này. Và những cái nỗ lực của mình, những cái hạt giống lành mình đã gieo, nó xứng đáng để mình nhận được cái thành quả này hay không. Nhưng mà thường khi thất bại hay là khi có những cái mất mát hay là có những cái tổn thất gây ra đó, thì mình hay hỏi ngược lại là tại sao mình phải nhận lãnh cái này. Thật ra mọi thứ nó đều xảy ra theo cái nguyên tắc vận hành của nó. Tại vì chúng ta bận rộn quá, chúng ta không có đủ thời gian để quan sát cái tiến trình vận hành của nó. Cho nên chúng ta cảm thấy bực mình, chúng ta cảm thấy thảng thốt hay là thiếu thiếu kiểm soát được. Thì những cái biến cố xảy ra nó luôn luôn có những cái thông điệp đi ở phía sau. Nó có thể nó báo cho chúng ta biết là cái việc mà chúng ta tạo năng lượng lành nó đang bị dừng lại, nó đang bị khựng lại. Chúng ta thiếu cơ hội để chăm sóc những cái năng lượng lành chẳng hạn. Hoặc là cái
cái tâm phản ứng của anh, cái sự suy sụp của anh sau khi mà nghe cái tin đó đó, nó báo động cho biết là tâm mình nó đang không có vững vàng để sẵn sàng đón những ngoại cảnh. Mà những cái biến động trong cuộc đời này nó không phải chỉ có nhiêu đó thôi, nó còn nhiều thứ khác, còn nhiều tập chờ đợi chúng ta đó. Cho nên cái biến cố vừa rồi và cái phản ứng của anh nó cho thấy là mình chưa sẵn sàng đón nhận những cái dông bão trong cuộc đời này. Để sau khi giải quyết được cái câu chuyện này xong, anh nên dành thời gian nhiều hơn để trở về xây dựng nội lực của mình. Và nếu bây giờ mà anh đứng ra giải quyết cái câu chuyện này liền, có thể là anh giải quyết theo một hướng khác. Nhưng mà từ bây giờ cho tới ngày mai hay là vài ngày tới nữa, anh tạm thời nếu được để nó qua một bên không giải quyết, để quay về thực tập tĩnh tâm, cố gắng nghe lại những cái bài pháp giảng và dành thời gian để đi bộ nhiều để điều tiết cái cảm xúc của mình á. Rồi nếu trong 3 ngày mà giải quyết vẫn còn kịp thì anh nên dành cho mình đúng 3 ngày. Mà 3 ngày đó không phải là ngồi để nghĩ ra cái cách, mà 3 ngày đó là anh đừng nghĩ gì hết, mà dành toàn thời gian cho bản thân mình. Cái này nó khó lắm, nhưng mà đó là một giải pháp rất là tốt. Và khi anh tưởng tượng như không có chuyện gì xảy ra, mỗi lần tâm anh nó nhớ tới câu chuyện cần giải quyết, anh loại trừ nó qua một bên. Anh muốn trở về với hơi thở, với thả lỏng. Anh biết là anh cần phải nạp năng lượng đủ để giải quyết câu chuyện này. Thì khi năng lượng của anh nó đủ thật á, nó tràn đầy thật, thì thứ nhất là anh có thể tìm ra được giải pháp rất tốt để giải quyết vấn đề. Thứ hai, lỡ như không giải quyết được, anh hoàn toàn chấp nhận nó một cách không biện cực. Tức là nội lực anh đủ mạnh để chấp nhận cái câu chuyện đó xảy ra. Anh biết rằng nó giống như là một cái quy luật tự nhiên, được rồi phải mất rồi lại được tiếp. Nó tùy thuộc vào cái thái độ anh giải quyết cái tai nạn hay là cái biến cố lần này. Nếu anh giải quyết bằng một thái độ tốt nhất có thể, thì đó là một sự thành công ở bên trong. Dù những điều kiện vật chất mình không có nắm được, nhưng mà mình vẫn giữ được tâm hồn của mình. Chứ anh đừng để những cái tổn thất bên ngoài đã xảy ra rồi, mà cái tổn thất bên trong lại tiếp tục xảy ra nữa, thì đó là điều đáng tiếc. Cảm ơn anh. Cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng. Dạ, con chào thầy với chào tất cả mọi người. Dạ, lúc mà mình giận á, lúc giận á, làm sao không phản ứng, và sao cái hành động không phản ứng thì tiếp theo phải làm gì để khúc sao á? Con không hiểu cái khúc mà không phản ứng xong rồi làm sao để giải quyết cái lúc mà mình giận mình không phản ứng lại á. Có thể nói rõ khúc sau không? Tại vì lúc đó chị nói là không phản ứng rồi, sao nửa tiếng giận nửa ngày cái gì đó. Cảm ơn câu hỏi dạ. Của bạn. Thông thường á là mình nhìn vô cơn giận của mình là mình có phản ứng. Nghĩa là khi mình giận, cái đối phương giận là một sự phản ứng rồi. Tức là mình phản ứng bằng cách là mình giận. Có khi là mình không nói chuyện, có khi là mình lên tiếng, có khi mình làm một hành động gì đó để cho mình bớt giận, cảm thấy là mình bớt tổn thương. Thì cái cách đó hồi trước giờ nó làm cho mình cảm thấy rất là mệt và người thương mình cũng khổ. Và cái liên hệ nó không được tốt lành, nó có thể bị rạn nứt bởi những cái sự đáp trả của mình. Thì bây giờ chúng ta học một cái cách mới, nhưng mà áp dụng liền cho cơn giận thì hơi khó. Mình phải áp dụng cho những cái đối tượng tương đối dễ trước, hoặc là những cái cơn giận nhỏ nhỏ trước, những cái bực bội nhỏ nhỏ. Đó là học cách lùi lại để quan sát nó mà không có phản ứng nữa. Tức là chúng ta học cách chấp nhận nhưng mà không phải cắn răng chịu đựng, mà chúng ta có cái hành động rõ ràng, chứ không phải đứng yên đó cắn răng chịu đựng nha quý vị. Và cái hành động cụ thể của chúng ta đó là gì? Đó là phát triển khả năng tỉnh thức để quan sát những gì đang xảy ra trong tâm của mình. Thì đối với những cái cơn giận nhỏ nhỏ, những cái bực bội nhỏ nhỏ thì tương đối dễ quan sát. Còn đối với những cơn giận quá lớn, thường là chúng ta quan sát không thành công. Nhưng mà chúng ta cứ thử, nếu mà thấy không thành công thì chúng ta lại quay về học cách quan sát cũng chính mình nữa. Nhưng mà bây giờ không phải là cơn giận mà là hơi thở, trở về quan sát toàn thân. Và tới khi nào cơn giận nó lắng dịu xuống rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục cái bài thực tập đó. Đến khi nào không thể thực tập nữa thì thôi. Không thể thực tập có thể là do chúng ta bận rộn phải làm việc, hoặc là chúng ta phải giải quyết vấn đề nào đó, hoặc là chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta không có muốn thực tập nữa. Tức là hậu kỳ, sau khi mà mình không phản ứng rồi thì mình vẫn tiếp tục thực tập, quay về nương tựa vào chính mình, nương tựa vào hơi thở, nương tựa vào bước chân,
nương tựa vào toàn thân để tâm mình nó không có lạc lõng, nó không có nghĩ tới cái đối tượng đã gây tổn thương nữa. Tại vì thường thường sau khi mình đè nén được cơn giận rồi thì cơn giận nó có thể trở lại là do mình nhớ lại. Khi mình nhớ lại thì cơn giận trở lại. Thì bây giờ mình huấn luyện làm sao cái tâm mình có một khả năng là nó không nhớ tới quá khứ nữa, mà nó chỉ an trú trong hiện tại thôi. Thí dụ mình có thể tìm một công việc gì đó mình làm, hoặc là mình tìm một cái đối tượng nào đó để mình quan sát chi tiết đường nét của nó, để tâm của mình nó được nương tựa vào đối tượng đó thì nó không còn nhớ lại quá khứ. Và mỗi lần nó vừa nhớ tới quá khứ là mình phát hiện kịp thời, lại đưa nó trở về với hiện tại, với hơi thở. Và để làm được điều này thì trước khi mình nổi giận, tại thời điểm này nè, thời điểm không giận nè, mình tập đưa tâm mình trở về nương tựa với hơi thở đi, đừng cho nó nghĩ lung tung quá khứ và tương lai nữa. Thì tới khi mà cơn giận nó trỗi dậy thì mình hô biến, thì cái tâm mình nó quay trở về liền. Còn tới đó mình kêu khàn cả cổ, nó cũng không quay lại, là tại vì mình không có luyện tập trước. Cho nên ngay cái lúc chưa giận thì luyện tập đi. Mà lúc chưa giận lo đi chơi, lo chit chat, rồi lo đi shopping, lo ăn uống, quên thực tập. Rồi tới giận cái hỏi thầy ơi giờ sao làm chủ cơn giận. Cảm ơn bạn. Rồi mời bạn, thấy bạn khẩn thiết quá. Đây là câu hỏi cuối cùng lần thứ hai. Dạ, xin lỗi thầy, cho con hỏi thêm một câu nữa thôi ạ. Thầy ơi, cho con hỏi là khi mà mình nhận được, diện được cái phiền não của mình rồi á thầy, thì thầy có nói là mình khi mình nhận diện của nó thì có hai cái, là một á là mình, nếu mình đấu tranh á thì coi như là mình muốn thì mình vẫn phiền não. Và cái thứ hai, nếu mà mình tĩnh tâm, mình từ bỏ được á thầy, nếu mà từ bỏ được á thì thường thường thì dùng một câu là người ta chấp nhận và người ta đổ cho số phận. Như vậy thì mình cũng không có thể nào mà thoát khỏi cái phiền não được. Con không hiểu được là làm cách nào mà khi mình nhận diện được phiền não thì mình giải quyết được nó để mà mình không còn phải phiền não được đó thầy. Nếu mà ngoài hai cái đấu tranh và từ bỏ ra thì cái phương pháp nào để mà mình giải quyết được cái phiền não của mình đó thầy? Bạn muốn giải quyết phiền não của mình hay là giải quyết những cái vấn đề đang xảy ra? Dạ, thì tại trong nội tại nếu mà có những vấn đề xảy ra thì mình mới phiền não thầy. Thì thầy nói là trong nội tại của mình á, nếu mình giải quyết được cái phiền não trong cái nội tại của mình á thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà trong cuộc sống á thì một là mình đấu tranh. Thì nếu mà đấu tranh á thì là có chữ muốn ở trong đó. Muốn thì mình không thể nào mà mình thoát ra khỏi cái phiền não được. Cái thứ hai á là mình chấp nhận nó hoặc là mình từ bỏ nó. Nhưng mà nếu mà mình từ bỏ nó hoặc mình chấp nhận nó thì mình cũng giống như là mình chấp nhận, gọi là mình chấp nhận cái số phận của mình như vậy á, thì mình cũng thực sự là cũng không thoát khỏi phiền não của thực sự của bản thân mình. Cho nên con cũng không hiểu được là khi nào thì mình bằng cách nào để mình tìm được cái giải pháp nào để mà mình giải quyết được cái phiền não đó một cách tận gốc đó thầy. Bạn có ngồi thiền lần nào chưa? Dạ xin lỗi thầy, con chỉ đến đây lần đầu tiên á, con cũng chưa có ngồi thiền lần nào ạ. Không sao, tại vì bạn hãy trải nghiệm thử đi. Và những cái lúc mà bạn giống như hồi nãy, sư có lời khuyên bạn hồi nãy đó, lúc bạn chưa giận, bạn hãy tập ngồi thiền thử. Rồi khi bạn tập ngồi thiền 15 phút, 20 phút, chán lắm, khó chịu lắm, không có gì hấp dẫn hết. Nhưng bạn kiên trì làm thử một tuần lễ. Và bạn nhớ là mỗi ngày đều có một cái thời khóa như vậy. Thậm chí lúc nào rảnh bạn có thể tăng lên 2 buổi, mỗi buổi 15 phút. Thì bạn sẽ thấy có những cái chuyển biến ở bên trong. Thì khi đó bạn mới nhận ra được một điều rằng là khi mà bạn ngồi thiền được á, tâm bạn tĩnh lặng á, thì bạn biết rằng tại thời điểm đó bạn không cần phải muốn. Sư nói là tại thời điểm đó thôi. Có thể 1-2 ngày sau bạn muốn trở lại cũng được. Nhưng mà tại thời điểm đó đó, bạn thấy người kia họ không thể thực hiện cái muốn của mình được, hoặc là chính mình cũng không thể thực hiện được, thì tạm thời mình cất cái muốn lại. Mà bạn chỉ làm được điều này khi tâm của bạn nó đang ổn, nó đang vững, thì nó mới chấp nhận điều này. Còn nếu tâm bạn đang yếu, đang có cảm xúc, nó không bao giờ chấp nhận được chuyện này hết. Vậy thì bạn phải học cái cách làm đó để nâng tầm cái tâm mình lên tại thời điểm mà mình cần sử dụng. Đó là cần tĩnh lặng để đón nhận chuyện này một cách êm đẹp trước đã. Thì sau khi bạn tĩnh tâm đủ rồi đó, bạn thấy bạn hết cảm xúc. Tĩnh tâm gọi là đủ là khi cảm xúc mình không có trào lên nữa.
nó đã tĩnh lặng rồi, thì bạn mới nghĩ là bây giờ mình còn muốn nữa hay không. Nếu mà bạn vẫn thấy mình vẫn còn muốn á, thì bạn phải xem lại là mình còn cảm xúc không. Nếu mà cảm xúc còn á, bạn đi ngồi thiền nữa. Bạn ngồi thiền tới khi nào mà hết cảm xúc, tức là không có thấy khó chịu, không có thấy bực bội, không có thấy căng thẳng nữa, tĩnh lặng bình thường, nhẹ nhàng rồi đó, đặt câu hỏi một lần nữa là mình còn muốn hay không. Thì thường á, là khi tâm tĩnh lặng rồi thì nó thấy cái muốn này là, một là không cần, có thể bỏ qua một bên. Hai là cần nhưng mà không có quá bức thiết, có thể lúc khác thực hiện. Ba, nếu bạn vẫn thấy nó thật sự cần thiết để thực hiện, mà với một cái tâm tĩnh lặng rồi thì bạn cứ thực hiện. Cho dù có thất bại như thế nào thì bạn cũng gánh chịu cái hậu quả, là tại vì đó là một quyết định đến từ một cái tâm tĩnh lặng và sáng suốt, bạn không có hối tiếc. Bạn hiểu ý sư nói không? Con cảm ơn thầy. Cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây. Xin lỗi quý vị là